Mình đang đứng ở tại buồng giam khét tiếng nhất nước Mỹ thế kỷ thứ 19. Các bạn nhìn thấy là giống như ở bên Việt Nam mình là có cái nhà mà bằng nhà tranh vách đất các bạn. Thì cái nhà tù ngày xưa khét tiếng nhất ở tại Mỹ nó cũng là bằng vách đất. Các bạn thấy không? Ở đây nè, bạn mình cho bạn coi là những tội phạm bình thường, còn những tội phạm mà bị biệt giam. Các bạn, biệt giam thì nó như thế nào các bạn? Đây, chúng ta sẽ vô đây coi cái phòng biệt giam nè mấy ông. Này, trong góc mấy phòng biệt giam nè. Mấy ông coi thử có mè, mấy ông coi tôi không hiểu cái dấu hiệu không nha. Họ này tối thui mấy ông ơi. Mấy cái rắn nó bò xuống không vậy? Đi ra đây cho mấy con thứ tù nhân sau khi mà chết, tử tù rồi chết, họ sẽ được chôn ở đâu? Reason Cemetery, nghĩa trang phạm nhân. Thử là khi mà bạn làm tù nhân rồi bạn chết thì nó như thế nào các bạn? Nên bạn cố gắng đừng có phạm tội nghe chưa? Những ổ đất đó họ lắp lên vậy thì hướng xa xa như là nhà tù. Thì đây là nghĩa trang chôn rất là sơ sài, nghĩa là họ phạm tội vô giết người, hiếp dâm, cướp của, rồi đâm chém lộn, rồi tùm lum tà la hết, xong vô đây xong họ lại tiếp tục bị đâm chém giết nhau trong tù, rồi chết xong mình đem ra đây chôn ngoài đây các bạn. Thì sau khi mình quay cái video mình đi nghĩa trang lại ở nhà tù các bạn, thì tối nay tại mình đang ngủ lúc 2 giờ sáng các bạn, thì mình đang ngủ thì bức tranh trên tường mình đang ở hotel các bạn, thì bức tranh trên tường nó rớt xuống, nó bể ra quá trời mảnh luôn các bạn nè. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở tại tiểu bang Arizona các bạn ạ. Sau lưng mình là nhà tù khét tiếng nhất thế kỷ 19 ở tại Mỹ các bạn. Thì đây là nhà tù giam giữ những tội phạm cực kỳ nguy hiểm các bạn. Thì lần trước mình đã review cho bạn coi cái nhà tù ở tại San Francisco các bạn. San Francisco Alcatraz các bạn. Cái nhà tù đó là nó là thời hiện đại. Thì đây là tù thời thế kỷ thứ 19. Thì là khoảng năm 1876 nhà tù này được xây dựng lên các bạn. Thì các bạn biết biểu tượng của nước Mỹ, bạn hay coi cái mấy phim vượt ngục á, là cái đồ tù của Mỹ là màu cam, đúng bạn, cái màu da cam. Nhưng mà các bạn coi, bạn nào có tuổi thơ 5, 8, 9X thì bạn sẽ biết tới cái phim gọi là Lucky Luke các bạn ạ, Lucky Luke. Thì cái nhân vật này á là đi săn lùng cái bốn anh em nhà gọi là Dalton, cái bốn anh em nhà Dalton đó là gọi là bốn thằng mà từ lùng cho tới cao các bạn biết không? Thì họ cái mặc cái đồ gọi là sọc ngang trắng đen các bạn. Thì ở Việt Nam mình là đồ Juventus hay chọc vui, đó là đồ sọc trắng đen mà là sọc đứng, còn đây là sọc ngang. Thì đó là biểu tượng của nhà tù thời thế kỷ thứ 19 các bạn. Thì ở trong cái nhà tù trong này nè, mình sẽ vô review cho bạn xem đó. Thì các bạn biết đó là Arizona, đây là cái tiểu bang gọi là cuối cùng gia nhập vào liên bang Mỹ. Đây là cái tiểu bang thứ 48 nha các bạn, không có tính trên cái đảo như Hawaii này nọ, thì đây là cái tiểu bang cuối cùng mà gia nhập vô liên bang Mỹ. Thì tới năm 1912 thì nó mới gia nhập vô. Ngày xưa mình qua Arizona mình quay những cái video trôn trôn nó sinh tồn bạn xem, nhưng hôm nay mình qua bên này mình sẽ review nhà tù và nói một chút lịch sử về cái tiểu bang Arizona, rồi cái vùng viễn Tây các bạn hay nghe tới, vùng viễn Tây hoang dã, rồi thợ săn tiền thưởng bọn này là các kiểu rất là nhiều thứ hay ho. Thì đây mình sẽ review cho bạn xem. Thì mình vô trong nhà tù trong này các bạn. Đó, thì nó mở cửa ở đây. Thì đây là biểu tượng của nó là cây xương rồng nè các bạn thấy không? Thì mình cho bạn coi đây là khung cảnh ở dưới toàn là sa mạc hoang mạc không, mà tại đây là cái nhà tù các bạn. Nhà tù nên khung cảnh nó rất là nắng nóng. Ở trên này của mình là cái tháp canh các bạn. Cái này là cái tháp canh của mấy người mà gác các bạn. Mấy người gác làm tháp canh trên đó. Đi qua đây coi thử coi. Đây, đó là nhà tù các bạn. Nhà tù này tên là Yuma các bạn. Đó, nhà tù này tên là Yuma. Đó, nó nhìn ra cái bờ sông. Cái đây là bờ sông Colorado. Ok, bây giờ mình vô đây review cho bạn coi thử cái nhà tù thế kỷ thứ 18 thì nó khác gì tù thời hiện đại nhưng mà không? Đó, thời mà anh em nhà Dalton ở tù xong rồi vượt ngục đây thế nào, xong rồi lúc kia bắt như thế như sao các bạn. Đó. Thì trên này là cái tháp canh, sau lưng mình là cái tháp canh của mấy người mà sĩ quan họ canh tù nhân các bạn. Là giờ nó thành công viên lịch sử các bạn thấy không nè, công viên lịch sử ở đây, cái nhà tù nè nó tên là Yuma Territorial Reason đó. Thì đây là trong cái nhà tù khét tiếng nhất của nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19 các bạn. Đây là thiết kế như thế nào mình sẽ chút nữa mình nói cho bạn nghe. Thì đây là phí vào cửa các bạn, 10 đồng, 8 đồng. Ok bạn, mình mới vừa mua vé xong, hết 10 đồng. Bây giờ mình sẽ vô tham quan cái nhà tù. Nhà tù bên này các bạn. Hướng ở đây các bạn. Lịch sử thành lập nhà tù nè, năm 1875 được thành lập nha bạn. Năm 1876 thì có tù nhân đầu tiên ở.
năm 78 thì phụ nữ đầu tiên vô ở tù đó. Thì đây là cái building canh tù các bạn, họ có súng máy Gatling gun luôn. À, đây là cái tháp canh, tháp canh nè, cũng vàng nè, khuôn viên bên kia là cái cầu sắt các bạn. Từ mình qua đó tham quan cho giới thiệu cho bạn xem. Đây các bạn, đây là mình sẽ đi lên trên cái tháp canh trên này á. Đây là tháp canh tù ngày xưa, nó canh tù theo kiểu giống như bên thời Trung Quốc các bạn. Tại này lâu lắm các bạn, năm 1876 là cách đây cũng phải tầm 150 năm các bạn. Thì nó làm bằng gỗ ghiếc này nọ kiểu này thôi. Không gian tháp canh năm 1876 làm tháp canh trên này nhìn mát nha. Trên này bạn sẽ nhìn được hết toàn cảnh nhà tù. Thì bên kia là cầu sắt, hướng bên kia là cầu sắt các bạn. Nhìn ra bên này hướng bên bờ sông. Đó, đẹp ha, mát mẻ. Trời tháp canh nó mát ghê luôn á. Thì hướng trong này qua này là thành phố. Thì vô trong bên kia là nhà tù bên đó, mình sẽ qua review cho bạn xem. Ok bạn, thì giờ bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vô coi nhà tù năm 1876 khác gì nhà tù thời hiện đại bên nước Mỹ các bạn. Đó là cổng vô nhà tù các bạn thấy không? Đó. Đây cổng sắt nè. Đây là vòm cổng. Này ở trên này là họ đúc sắt xong cho nên có cổng thông thông gió thông hơi phải không? Thì vô đây. Thì thép ngày xưa đã làm nhà tù khá là mỏng phải không? Đó. Đây. Đó là thép ngày xưa đi cổng cho nhà tù. Đó, họ làm cái cửa như vậy các bạn. Nè. Đây là review cho ông coi thử nhà tù ngày xưa bên Mỹ là nhà tù khét tiếng nhất ở Mỹ, thì nó làm như thế nào. Nó làm cái cổng vô như cửa tử cấm thành vậy phải không? Đó, thấy cái cổng sau lưng nhìn như tử cấm thành không? Đó. Họ xây lên như vậy mình thấy khá là mỏng. Thì sau lưng mình đây là chỗ này là đi vô trong cái hướng này là trong giam tù nhân trong này các bạn. À, đây là museum năm 1875. Thì bạn coi không gian nè. Đó, dãy tường này họ làm bằng gọi là bằng bùn. Bạn nhìn thấy không? Đó. Nè. Đây. Mấy ông thấy sao? Đó. Đây mấy ông nè, mấy ông nhìn nè, đó, nó là bằng bùn, bằng cát, bằng rơm nè. Cái này là giống như là đó, đó. Đây, các bạn nhìn thấy là giống như ở bên Việt Nam mình là có cái nhà mà bằng nhà tranh vách đất các bạn. Thì cái nhà tù ngày xưa khét tiếng nhất ở tại Mỹ nó cũng làm bằng vách đất. Các bạn thấy không? Ở đây nè, nhìn bạn thấy rồi không? Thấy nó rơm rạ rồi đá đất nha mấy ông. Mấy ông kinh nhìn kỹ vô nha. Nhìn thấy không? Họ nhảy cục đá lên nè, thấy không? Đó. Cục đá nè. Rơm nè, thấy chưa? Đất nè, đá nè. Một dãy nó tường này luôn các bạn, là họ làm bằng rơm rạ. Tại ngày xưa không biểu là có xi măng chưa mà họ không làm, họ làm bằng rơm rạ các bạn. Thì đây là các cánh cổng. Đó. Đó là cái song sắt. Song sắt nhìn ánh sáng phải không? Đó, nhà tù. Đó, thì mình đứng ở ngoài mình đi các bạn sơ sơ thấy thú vị các bạn. Đây là nhà tù khét tiếng nhất tại nước Mỹ. Tại vì sao các bạn? Tại vì ngày xưa cái nhà tù này á là họ giam giữ những cái tên tội phạm như là giết người nè các bạn. Rồi cướp nhà băng nè, cướp tàu lửa nè, rồi cướp gia súc nữa các bạn. Thì tại sao những cái tội đó người ta gọi là những tội nặng các bạn? Mình phải nói một chút về lịch sử cho các bạn nha. Dễ hình dung thì cái vùng Arizona này á thì nó là cái vùng gọi người ta gọi là vùng viễn Tây của nước Mỹ các bạn. Vùng viễn Tây thì vùng miền Tây hoang dã, có các loại các gọi là cao bồi đúng không các bạn? Thì các bạn biết ở California nè, Oregon với lại tiểu bang gọi là Washington á, người ta gọi là cái vùng gọi là vùng duyên hải, là cái vùng đó gọi là vùng giáp biển, giống như ở Việt Nam mình á là cái vùng gọi là bạn thấy là Ninh Thuận, Bình Thuận nè, Khánh Hòa, Phú Yên hoặc là Bình Định gì đó, người ta gọi là những cái vùng duyên hải tại giáp biển các bạn. Thì những cái vùng như Arizona nè, Nevada nè, các bạn thấy không? Nevada có Las Vegas các bạn, Arizona, Nevada, Idaho rồi đó, những cái bang đó người ta gọi là bang miền núi. Thì mình đang ở cái bang miền núi, nó tương đương với lại các bạn ở Đà Lạt, Lâm Đồng nè, rồi Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, đó là những cái vùng miền núi. Thì thằng Arizona này nó cũng là thuộc miền núi y chang những cái tỉnh ở Việt Nam gì á. Tại vì các bạn, nhiều bạn ở bên này sẽ bạn không hiểu là Mỹ nó có chia vùng, chia miền gì hay không. Có, bạn nó chia vùng miền theo khí hậu rồi khi địa hình đồi núi này nọ các bạn. Thì mình giải thích chút xíu cho bạn về lịch sử, địa lý cho bạn dễ hình dung. Đó. Thì cái vùng này người ta gọi là vùng viễn Tây của nước Mỹ. Thì các bạn biết á, nãy mình nói Arizona cái bang này tới năm 1912 thì nó mới gia nhập vào liên bang Mỹ. Trước đó là nó là gọi là vẫn là vùng đất của thuộc Mỹ.
vùng đất thuộc Mỹ các bạn. Bạn nên hình dung là vùng đất thuộc Mỹ chứ không phải là một cái tiểu bang chỗ trong liên bang các bạn. Đó, thì nó sống gọi là gì bạn? Nó sống ngoài vòng pháp luật, người ta gọi là outlaw các bạn. Nghĩa là nó không có chịu chi phối của bên liên bang các bạn. Nên đó, tại cái vùng mà những cái vùng biển Tây này các bạn biết đó, nó sinh ra cái là thợ săn tiền thưởng các bạn. Tại sao thợ săn tiền thưởng các bạn? Tại vì những cảnh sát nhiều khi họ không có thể nào mà săn được nhiều tội phạm giống như là bên những cái tiểu bang ở bên miền Đông các bạn, ở miền Đông Bắc các bạn. Đó, người ta nói là cái vùng biển Tây này, cái vùng người ta gọi là sống hoang dã các bạn à. Thì rất là nhiều tội phạm họ ngày xưa cái vùng Arizona là California là vùng biển Tây á, họ phát hiện ra vàng bạc là rất là nhiều nguyên liệu quý hiếm, nên đó họ rất là nhiều nhà băng, rồi cái tàu chở vàng rất là nhiều. Thì ở đây họ có cái hoạt động gọi là đi cướp nhà băng là một nè, cướp tàu chở hàng là hai nè, rất là nhiều. Rồi cướp gia súc cowboy các bạn, cowboy là những người chăn trâu chăn bò, thì họ đi cướp bò, cướp trâu, cướp ngựa đó. Thì ngày xưa phương tiện vận chuyển của họ để số chính là chạy trên ngựa các bạn đó, gọi là cowboy mà các bạn đó. Thì những cái tội đó, những cái tội nặng họ đều bắt họ bỏ giam vào trong cái nhà tù trong này các bạn. Thì nhà tù này giam khoảng 3.000 phạm nhân là nam, trong đó chỉ có 29 phạm nhân là nữ thôi các bạn. Thì 29 phạm nhân là nữ, trong đây rất là nhiều tội, nghe rất là vui các bạn. Tội rất là vui thì vui như thế nào, vô đây cho các bạn xem, ok không? Đó, nhưng mà mình thấy nhà tù này là bằng rơm rạ, thấy mắc cười các bạn. Đây là Terrio Reason 875. Đây là museum các bạn, vô thăm museum chút. Đây là nhà tù. Nhà tù ngày xưa các bạn. Arizona. Nó đóng cửa năm 1909 các bạn. Đây. Đây các bạn, đây là bạn cái áo nhà tù. Áo tù nhân sọc trắng đen các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy áo tù nhân cái tù nhân mà anh em nhà Danson đó các bạn. Đó, cái áo nhà tù là nó không phải màu cam đâu, cái áo nhà tù ngày xưa là nó nó sọc ngang. Đó. Trong đây là cái gì đây? Đồ vật thời thế kỷ thứ 19 phải không? Đây là những tù nhân họ khét tiếng được chiêu này các bạn. Remero 15 tuổi did not like the way his sister were dancing, told her to stop. Kill him. Trời ơi. Giết người các bạn. Heartbreaker. Tù nhân. Đó. Thì trong này là trưng bày các bạn. 16 tuổi, 29 tuổi. Thì các bạn biết trong cái nhà tù này lúc mà nó mở ra tới giờ, nó lúc mà từ khi nó mở ra tới khi đóng cửa là nó có 29 tù nhân nữ. Nó hơn 3.000 tù nhân các bạn, thì 3.000 tù nhân đa số là nam. Thì nó có 29 tù nhân là nữ thôi các bạn. Nè. Prison Invitation Court. Này. Cái này nó là gì đây? Rot in the old west. Ngày xưa là họ dùng mấy cái thuốc chất kích thích này nọ, họ làm để họ hút chích này nọ bạn nè. Hoặc là thuốc poison, thuốc độc. Trời ơi. Các bạn thấy trong này nó ghi không? Woman in prison nè, nó có 29. Đó, thấy không? Nó có 29 phụ nữ là ở tù trong này. Thì cái bà mà ở giết người là ở lâu nhất là 15 năm. Bad girl nè, đây mới ghi là bad girl là những phụ nữ mà nguy hiểm. Những phụ hiểm, 29, đây là 29 người phụ nữ được giam tại nhà tù này. Ghê không? Âu quét là vùng biển Tây cũ các bạn. Đó. Đây. Họ có đọc sách, đọc đồ nè các bạn. À, những bảng gì đây? Đây là những cái đồ dụng cụ. Nó là dụng cụ trong nhà tù ngày xưa nữa phải không? Nhìn nè. Ống kim tiêm có chích gì má ơi, nhìn xi lan inox bự không? Chỗ này là nó đo nhiệt độ. Nè. Đây dụng cụ này pha nước pha nồi vậy nè. Kềm. Trời ơi. Kềm đồ, cái đồ cắt này ngày xưa và có tới giờ luôn không? Cái đồ cắt vũ neo nè. Nè. Đây là gì đây? Nhìn ghê hết trời. Mấy dụng cụ trong tù. Đây là thuốc. Này cái loại thuốc phải không? Thấy không? Thuốc trong tù thế kỷ thứ 19 nha mấy ông. Đây là review con cái đồ trong thế kỷ 19 nó có gì nhìn khá là đặc biệt nha.
quá trời dụng cụ luôn. Cái đồ cái mỏ nè, cái mỏ gấp nó làm gì các bạn nha, nó tách ra kìa, kềm nè, nhìn giống mấy dụng cụ thời hiện đại mấy không, thế kỷ 19 cách đây 150 năm rồi đó, nhìn không, nhìn giống không? Reason medicine, reason medicine là thuốc đây, nó làm gì đây má, mới kềm cây rồi nhìn kìa. Cái này là gì mấy ông đó, cái coi nó là gì đây, đây là chị nè. The dental, nhổ răng. Trời, mấy đây cái chỗ là nhổ răng hả? Mấy dụng cụ nhổ răng ngày xưa đây hả mấy ông? Nè, đồ kềm cắt nhổ răng nè, dễ mang hả? Chúng ta coi sơ đồ của nhà tù nữa các bạn. Đó, sơ đồ nhà tù nè. Nó có cái tường bao quanh. Cái tường này thì nó cao khoảng tầm 5.5m nhưng mà không, dày 2.5m. Cái tường bao quanh của cái nhà tù này nè. Thì đây là những tù nhân nam. Tù nhân nam bạn thấy không? Vì tội vì đây là kêu nè, giết một người các bạn thấy không? Giết ông này, ông tên là McDonald luôn phải không? Đó. Để coi tù nhân ngày xưa coi nhìn ghê thôi chứ. Này, tội gì đây? Unlawful marriage các bạn. Đó. Nghĩa là có gì á? Cưới nhiều vợ cũng bị ở tù mấy không? Có cái tội cưới nhiều vợ nè. Đó. Quá là trời tội luôn. Đây đó là gì? Fast gun. Thì đây là cái hình ảnh mà tù nhân, đây là hình ảnh tù nhân mặc áo sọc các bạn, anh em nhà đăng tin mà thấy không, nó sọc ngang trắng à. Đây thì đây là các loại súng ống, cái súng ống thời thế kỷ thứ 18 đó, đã thấy không, này hàng hiếm nhưng mấy ông súng này 150 năm rồi, nó mấy cái chìa khóa trong tù gì mà nó to không. Thì mấy ông nội này là mấy ông cai tù quản tù, nhìn bảnh tỏn các bạn. Đây mấy ông này đại số từ bên Anh Quốc đồ qua, nên cách họ râu ri này nọ, cái thời của Anh mấy ông. Này cái ổ khóa nè, này mắt kính, đồng hồ, đồng hồ người ta gọi là cái đồng hồ, đồng hồ gì đó, hồ chu quả lắc gì đó. Đây này có cái súng đẹp không, súng nhỏ xíu mini nhưng không, súng này bằng khoảng một ngón tay thôi. À, đây nữa, cái khẩu súng này nữa. Có ngôi sao. Ở này là cái kèn. Đây là đội canh gác. Đây bạn, đây là của đội canh gác là go nè bạn. Là mấy ông nội là đứng trên cái tháp canh nè, cái tháp canh nãy đội điên mình vô nè. Trong này đây là mộ chôn của mấy tù nhân các bạn. Đây nè. Tù nhân chết ở trong nhà tù này các bạn. Nhà tù này là cũng có rất là nhiều phạm nhân đã chết ở đây các bạn. Đó, thấy không? Nó nghĩa trang các bạn nè, này có ma không không? Cái đồ này có nghĩa trang ghê quá. Này, đây là những công cụ heo hầu. Chỗ này là nơi những cái phạm nhân mà gọi là lì lợm vượt ngục này nọ các bạn đó, bị gọi là giam cá biệt giam các bạn. Biệt giam thì bên Việt Nam mình gọi là biệt giam, bên này thì có gọi là thời thế kỷ thứ 10 người ta 18, 19 nó gọi là heo hô. Đó thì giam trong này đó thì bạn chân của bạn sẽ bị xích sắt, xích bằng cái cục sắt to này các bạn thấy không, là nó kìm cơm hai cái tay của bạn lại, nó bạn đeo cái này đó. Đây hình ảnh ngày xưa đó, họ canh tù nè, phạm nhân nè, gọi là đắc xeo các bạn, gọi là đắc xeo các bạn thấy không, the citizen đây under mình lo lót ở JFK nè thấy không, họ nói họ bị xích này lung tung cho phiền hết, họ bị nhem trong cái buồng này nè. Đó đây là cái dụng cụ của tù nhân họ sử dụng nè các bạn, thấy không, quần áo nè, after the bath nè, tắm rửa phụ phạm nhân nè, đó áo quần đây paper shop ngày xưa là phạm nhân họ có cái đồ bạn, cũng có cái đồ tâm đơ để ủi nè bạn, thấy không, thấy cái tâm đơ để ủi ngày xưa không, đó cái tâm đơ ngày xưa khác gì thời nay không, 150 năm trước ở nha. Đó này họ vẫn có menu, menu để ăn uống các bạn thấy không, breakfast nè, ăn đồ này nọ, là có bia luôn các bạn, có bia bọt đầy đủ, tô bê tô rồi nọ, là menu của phạm nhân thấy không, thấy không, phạm nhân rồi có menu ăn uống đầy đủ nhưng mấy ông ngon không, dinner rồi chia ra ba bữa nè. Đây là cái khay ăn của phạm nhân thế kỷ 19 đó, thấy chưa, này có đồ hộp cá hộp này nọ. Này cái bình nước, cái ống, cái van nữa chứ.
Bây giờ mình sẽ ra qua nhà tù về đây cho bạn coi nha. Đây, đây là nhà tù. À, xe vlog area. Này, chúng ta sẽ đi vô nhà tù. Đây bạn, đây là không gian của nhà tù thế kỷ thứ 19 các bạn. Đó, trong này bằng đá. Bạn thấy sao? Ừ, mình sẽ cho bạn coi nè. Đó là gọi là, đây đúng nghĩa là gọi nhà đá luôn phải không? Đó là đá không thiệt nè. Ok, bây giờ chúng ta đi vô tham quan đó, nhà tù thử có gì nha. Được ha. Đây, cell block là cái ô của nhà tù các bạn. Đó, men cell block là buồng giam. Đây là buồng giam đó, tù nhân thế kỷ thứ 19 đó các bạn. Đây, anh em nhà Danson của bạn hay coi nè, đó thấy chưa? Mặc đồ sọc ngang trắng. Đây là cái đồ mà biểu tượng của nước Mỹ, mà không cho phép đồ một cam đâu. Cái đồ này nhìn vô là biết tù nhân liền. Đó, Việt Nam mình có đồ sọc sọc đứng, đây là sọc ngang. Thì phạm nhân họ sẽ coi thử bạn làm gì, họ làm gì nha. Đây, bạn nhìn thấy không? Họ để cái xô để quăng tiền vô nè mấy ông. Trời ơi, xô vô quăng tiền gì trong tù nhân trong này đây. Thì mỗi một cái buồng như vậy là bạn thấy không? Có 6 chỗ. Ủa 6 chỗ phải không ta? 1, 2, 3, 4, đúng là 3 tầng nè bạn, tầng dưới nè, tầng trên, tầng trên cùng nè. Mà nó không có cái lan can biết nằm tí không nè, mấy ông thấy không? Không có lan can gì hết nha. Đi cho bạn kỹ coi cái cửa của phạm nhân ở như thế nào. Thì bằng sắt, sắt này là đây, nhìn nè, nó dày khoảng tầm 1 xăng, sắt dày khoảng 1 xăng nha. Nó làm mấy tấm bằng sống đinh, bằng đinh tán, nó đóng vô bằng đinh tán. À, thì cái chốt cửa của nó cũng bằng sắt luôn, nó mối lại vậy nè. Nhìn nè, khá là chắc chắn nha. Thì đây là cái chốt cửa nè, nhìn chốt cửa kỹ xíu nha, bạn thấy không? Đó, nó là một thanh dài xuống, xuống đây là một thanh dài. Thì nó có một cái cây ngang qua, tới đây nó khóa lại. Thì cái cửa nhìn khá mắc cười các bạn, nó làm cái chốt. Các bạn biết tại sao nó làm cái chốt dài gì không các bạn? Tại vì cái chốt dài như vậy á, thì khi bạn với cái tay ra, các bạn thấy cái với tay này không? Khi bạn với chỗ tay này, bạn với ra, bạn với không tới cái chỗ này. Nhưng mà mình không biết là những ông tay dài, ông với tới không phải không? Bạn thấy không? Đây, ví dụ bạn ở trong này đúng không? Bạn ở trong tù. Xong mình lói cái tay ra. Mở cái tay ra bạn mở không có được. Đó là đi theo nó làm cái cánh cửa, cái tay rất là dài. Thì đây tôi review trong mấy series độc lạ cho ông coi, trong mấy nhà tù này cũng giống nhà tù nào đâu. Đây này tù khác khét tiếng của nước Mỹ. Giam toàn là phạm nhân mà kiểu như là băng đảng tướng cướp giết người hiếp dâm rồi các tội đặng không phải không? Đó. Thì họ làm trên thanh này thêm một cái. Thấy không? Cái chốt cửa này nè. Để nó không có bứng cái cửa nè, nó không có bứng cái chốt. Thì họ làm nó nối lên tới đây luôn các bạn, để cho họ không có bứng cái chốt cửa được. Cái nhiều ông á, bạn ông nhiều thằng tù nhân nó thông minh lắm ông, thay vì nó mở cái chốt bên này á, nó khó, đúng không? Nó mở cái chốt bên này nó khó đúng không? Thì nó chuyển qua nó mở cái chốt bên này là cái bản lề nó dễ hơn. Thì nó đó là nó sẽ làm cái bản lề rất là dài, cái dài tới đây luôn để cho ông không mở cái chốt bản lề luôn các bạn. Đó. Thì đây mình review một chút cho anh coi. Thì tất cả các tay đòn, tất cả các tay đòn nó đều rất là dài. Thì bạn nhìn cái tay đòn này thì bạn thấy nó 1 gang, 2 gang nè, 3 gang nè. Thì nó dài cỡ tầm 1 mét các bạn. Nó dài cỡ 1 mét. Thì đây là cái ổ khóa ngày xưa nè. American lock mới chịu nha, American lock mới chịu nha. Đó, cái cửa khóa ngày xưa nè. Trời ơi, cái thanh này nó dày mấy ông, cái thanh cửa này nó dày khui à. Đó. Thì đây là cái phòng giam nè. Đây cho bạn coi cái phòng giam con sơn nguyên bản ngày xưa. Đó, nó rất là chật nha mấy ông, không có cửa sổ đâu, nó không có cửa sổ của xiếc, con tối thui à. Nè, tối lắm. Đâu phải nhà tù bên Alcatraz đâu, thì trong này họ đóng luôn đinh tán luôn nè, thấy không? Cửa họ đúng đóng quá trời luôn. Đây là nhà đá mà bạn, họ đóng đinh tán. Từ cái chỗ họ làm hai lớp luôn, bạn thấy không? Thấy cửa hai lớp không? Từ cái cửa ngoài này xong vô trong cái cửa chỗ phạm nhân là thêm một cái cửa nữa, cách cái cửa là đây là cái đây là 1 mét. Bạn thấy không? Cách từ cái cửa tới đây là 1 mét mà, bạn thấy không? Nó rất là dày. Đó, bạn thấy không? Nó hai lớp cửa mà. Cửa này là một, đây là một lớp cửa. Ở trong đó là một cái lớp cửa nữa và cách một cái tường dày khoảng 1 mét là bạn không có vớ ra đây được nữa luôn các bạn. Nó khó hai lần lận. Nó khó hai lần chỗ này. Thì đây là không gian buồng giam các bạn. Đây, mình đang đứng ở tại buồng giam khét tiếng nhất nước Mỹ thế kỷ thứ 19 dành cho cái tội phạm khét tiếng. À, thì chỗ này nó khá là mát. Coi thử mấy cái buồng trong này thì sao. Đây là cái buồng nhà đá. Khá là dày, tối thui tối thích à. Phạm nhân ở trong này là không thấy ánh nắng mặt trời luôn, đúng nghĩa không thấy ánh mặt trời luôn phải không? Nhìn qua bên này thử coi. Đó. Cái buồng giam này là nhìn vui các bạn. Buồng giam bên này là nhìn thông qua được buồng giam kia luôn hả trời. Nè.
Các bạn ơi, coi thấy không? Bên này nè. Mày ở buồng bên này, bạn nhìn được buồng bên kia, tụi nó thông đồng nhau sao ta? Mình khá khó hiểu là buồng giam này nó thông đồng nhau thì sao? Nó thông đồng qua lại rồi này nọ rồi. Nó trao đổi kế hoạch vượt ngục các bạn. Ở đây thì nó có vẫn có vượt ngục nhưng mà ở đây phạm nhân nó vượt ngục là khoảng 26 người. 26 người vẫn vượt ngục được trong cái buồng giam thế kỷ thứ 19 này. Thì mình thấy là để vượt ngục cái buồng giam này mình thấy không đơn giản bạn, nó chỉ cần đào dưới đất mà. Đây các bạn. Nó đào dưới đất đi, nó đào dưới đất xong nó chui ra các bạn, nó đào dưới đây là đất các bạn thấy không? Đất này nó khá là mềm, nó đào xong nó chui ra thôi. Thì cái tường bao quanh cũng là cái tường bằng đất sét thôi mấy ông. Thì mấy ông coi phim mà lắc kia lắc kia, nó đào bằng tụi nó vượt ngục cũng cách là nó đào dưới đất xong nó chui ra. Ngày xưa là bạn biết là Việt Nam mình hay có quan điểm là trộm là hay khoét tường chui vô đúng không? Trộm là khoét tường chui vô, còn vượt ngục thì nó cũng hay cũng khoét tường luôn rồi nó đào đất luôn các bạn. Đó. Thì ngày nay họ vượt ngục cũng vậy, đa số vượt ngục xuống cái mấy lỗ cống, lỗ đồ các bạn. Chứ thường thường cái cánh cửa nó dài cũ rất là chắc, khó vượt ngục lắm. Đây là phạm nhân. Phạm nhân tên là phạm gì đây? Đã bị tội death penalty, tử hình hả? Đây là tội giết người nè mấy ông. Ở tù là hạn là 25 năm. Cái phạm nhân này bị chết nè, bạn thấy chết không? Là ngày 18 tháng 3 năm 1899 nè. Và Tenden đang đứng ở trong cái vườn. Biết thêm. And die shortly after. Were buried the basin cemetery outside the wall. Đó. Nghĩa là nó chết luôn. Cái xong được chôn ở tại cái nghĩa trang của nhà tù các bạn. Chúng tôi sẽ đi cho các bạn coi cái nghĩa trang này. Ông này bị rắn cắn chết, rắn đuôi chuông nó cắn chết. Phạm nhân bị rắn đuôi chuông cắn chết nguy hiểm không? Thấy ngày xưa phạm nhân bên Mỹ này nguy hiểm mà bị rắn rết bọ cạp này nọ nó cắn cái vùng Arizona này, rắn rết bọ cạp nó nhiều lắm mấy ông. Nó cắn chết phải không? Không thấy đùa đâu. Second degree murder là cấp giết người cấp độ 2 nè mấy ông, 27 tuổi. Trời 27 tuổi nhìn già hơn tôi luôn á. Đó. Ở trong tù trong cái buồng này. Toàn là buồng sắt đá không à. Ok bạn, bây giờ mình sẽ review cho bạn coi cái phòng giam nó như thế nào nha các bạn. Đây là phòng giam nè. Đây. Nó có cánh cửa phải không? Mở cửa ra nha. Đây. Thấy không? Mở cửa ra nè. Cửa phòng giam ra thấy không? Xong, đẩy vô. Thấy không? Đây. Đẩy vô. Đẩy vô nhà tù. Đó. Thì nó đóng lại vừa khít luôn các bạn thấy không? Nó đóng lại vừa khít luôn nè. Thì tù này, cái cánh cửa này đẩy vô nha không? Đó. Rồi, đi vô trong buồng. Đây là trong buồng giam mấy không? Trời ơi, nhìn âm u nó lạnh ngắt mấy không? Thì đây là trong này nhìn ra nè. Đó. Thấy chưa? Tường rất là dày nha. Thì bên này mình vô đây cho bạn coi hai cái buồng. Thì đó, ở đây là cái tầng nằm của phạm nhân. Thì họ có cái dây sắt. Họ có cái dây sắt để họ bảo vệ không có lăn xuống tí. Thì đây là cái giường mà 3 tầng giường sắt. Còn cái miếng trên này nữa không? Đây con trên này nữa nè. Đó. Này chắc là giam được 6 người hả? À, ở dưới tầng nằm dưới thì họ cho nằm là bằng cái miếng gỗ mỏng lét hả mấy ông? Cái gỗ nè. Mỏng lét à. Không biết trời lạnh thì sao. Thì bên này thêm 6 người nữa là 12 người luôn á. Chỗ này họ có làm một cái tầng à. Đây nó ghi là Original Iron Bone Care Bone Bed vậy nè. Nó cái giường đó họ bằng toàn sắt. 1901. Này bên này thêm 3 cái giường nữa. Đó, nhìn ra đây. Trời ơi, cái cánh cửa chỗ này nó dài lắm mấy ông. Chỗ này ra tới đây. Đó, nhìn ra ngoài đó. Đây là những tội phạm mà là bình thường thôi bạn. Mình cho bạn coi là những tội phạm bình thường. Còn những tội phạm mà bị biệt giam. Các bạn, biệt giam thì nó như thế nào các bạn? Đây là khuôn tù gọi là bình thường thôi. Đó, giờ đi hướng ở đây chúng ta coi biệt giam gọi là duck cell. Cell là cái buồng các bạn. Đó, duck cell là buồng giam, biệt giam tối luôn. Bên kia là infirmary là gì? Tôi không biết ở nhà. Library thì đây là không gian. Thì đó, phía sau cái buồng giam này là buồng giam chính. Thì ở sau buồng giam chính là buồng giam gọi là cứng đầu, gọi là duck cell các bạn. Thì ở bên
ở bên Việt Nam mình, hoặc là thời hiện đại bây giờ gọi là ở trong phòng biệt giam này nọ, mình coi phim vượt ngục á, mấy thằng vượt ngục hụt á thì nó sẽ vô phòng biệt giam, thì chúng ta sẽ vô coi biệt giam ở tại thế kỷ thứ 19 hoặc biệt giam như thế nào nha. Ở đây là tội phạm rất là nặng lắm rồi, là giam sau lưng là nặng lắm rồi, mà còn đã tội nặng rồi mà còn đi vượt ngục nữa, họ bắt được họ sẽ cho biệt giam. Ok, chúng ta sẽ vô đây coi thử. Đây chúng ta sẽ vô đây coi cái phòng biệt giam nè mấy ông. Đó, bên này là đá không à, hai bên nó chỉ cao dài khoảng tầm 1 mét thôi, tối thui mấy ông. U má ơi, nó hầm u quá cháu, này nó ma mấy ông. Trời ơi, bọn tôi vô đây không á, không biết ai khỏi cửa xong là chết luôn. Bị giam thui quá, mẹ hô đình không biết nó phạm nhân chết mày. Đây, đây mấy ông. Đây tôi mở điện cho mấy ông coi phòng bị giam nè, đây là nó có cái chuồng. Nó để cái thanh sắt như thế này thôi mấy ông. Đây, trời ơi. Góc bên này, bên góc này nó có cái cùm khóa nè mấy ông. Nó sẽ khóa chân vô nha. Này, trong góc mấy phòng bị giam nè. Mấy ông coi thử có mè, mấy ông coi tôi không hiểu cái dấu hiệu nha. Ở này tối thui mấy ông ơi. Nó rắn nó bò xuống không được. Trời, cái con gì bò kìa. Đó, đây là đá. Đây là những cái thanh sắt. Cái này là cái giường nằm mà sao để họ xích lại các bạn. Họ đang nằm ngồi vô, nó xích lại á. Đây là 4 vách tường nằm bằng đá luôn mấy ông. Ghê quá. Tôi review lẹ nhưng tôi sợ ma mấy ông ơi, nhìn ghê quá chết mẹ luôn. Này, đây là đắc hầu. Trời ơi, vô trong này là bạn khùng luôn các bạn à. Tại bạn nhìn qua kia cái ánh sáng không, nó xa lắm bạn. Từ cái chỗ cửa này ra chỗ ánh sáng ngoài đó là tới tầm 5 mét lận. Thì trong này nó gọi là đắc hầu là gì nè các bạn. Đó, mình đang ở trong chỗ đắc hầu. Bạn thấy không, nó tối thui không, bạn thấy không. Nhìn ghê lắm, đóng cửa lại là trời ơi, trong này sống trong này là khi mà vượt ngục hụt là thấy không. Đấy, vượt ngục hậu quả chưa? Bạn thấy vượt ngục hậu quả nó nguy hiểm thế nào chưa các bạn? Thối không? Mình mở điện lên cho bạn thấy á. Ghê quá, nó hôi trong này, nó hôi, nó ẩm mốc. Không biết ăn nó ỉ gì trong này như thế nào luôn các bạn. Thì nó quá tối. Thì bạn nhìn nè. Ở trong này nó bên này nó cũng có một cái chỗ khó chân nè, bạn thấy không? Một cái cùm chân nè. Xong bạn nhìn hướng bên kia là có một cái cùm chân nữa, là hai cái. Thì trong này nó ăn ỉ, mình nghĩ là tại chỗ luôn đúng không? Nó đâu có nhà vệ sinh gì đâu. Thấy không, nhà vệ sinh đâu có đâu. Bản thân cái ở ngoài kia cũng đã không có nhà vệ sinh rồi, thì ở trong này cũng không có nhà vệ sinh luôn. Đó, ăn nghỉ tại chỗ. Thì cánh cửa nè đó, sắt khá là chắc chắn phải không. Cho dù nó là phòng biệt giam nhưng mà ông nhìn thấy không, nó là đắt hôi nhưng mà cửa tường của nó ở ngoài đây thì nó làm nó bôi chút xi măng đất đá lòi ra phải không. Nhìn nè, những cái tường đá của nó bạn thấy không. Đó, trong này là cái infirmary là gì mấy ông, chữa bệnh hả. Nè, ở đây là phạm nhân bị làm gì, đi làm công việc hả. Có ống khói à, trong kia nó có ống khói à. Đó là cái gọi là trong biệt giam đúng không. Xong rồi, giống như là bây giờ là biệt giam trong lỗ đó, bây giờ nếu mà bạn quýnh lộn quýnh đồ rồi xong bạn không nghe lời quản giáo này nọ cái kiểu đúng không, sau khi ở biệt giam trong lỗ đen bên kia xong đúng không, đắc hầu thì bạn sẽ bị bên này nè. Đây là cái này, bạn ở Phú Quốc bạn nghe thấy chuồng cọp chuồng chó là phơi nắng chưa, thì họ gấp cái chuồng. Đây là giữa trưa nắng Arizona, là bạn biết Arizona là nắng 40 mấy độ, giữa sa mạc các bạn nắng 42-45 độ, thì họ có một cái buồng này là giống như chuồng chó vậy. Bạn cái này là giống như cái chuồng chó giam bạn vô đây, bạn thấy không, bạn sẽ bị giam như thế này. Này thì họ nhốt bạn này, bạn chịu nắng, bạn thấy nắng ở trời sau lưng không, nắng chói vô mặt luôn, thì bạn bị giam chỗ này. Rồi tối á, nhiệt độ nó mới ghê các bạn, tối nhiệt độ nó xuống âm luôn các bạn, nhiều khi 0 độ C âm luôn. Arizona nó tại vì nó là sa mạc là thì sáng nóng tối lạnh đó, thấy không. Giam phạm nhân thì khi mà biệt giam ra nắng gì, bạn thấy cái chỗ này nhà tù không, họ chỉ nhìn ra được nè, bạn thấy không, đó nó trừng trị. Đây là cái buồng giam, bạn thấy không, buồng giam này quậy phá nó sẽ lấy ra xong nó băng vô trong cái chuồng bên này, là cái chuồng chó bên này, các bạn thấy chưa. Nó giam vô cái chuồng chó bên này để cho phạm nhân thấy, xong phạm nhân đứng la hét ình xèo hết rồi này nọ, vỗ tay vui vô các kiểu các bạn. Sau coi hồi mình review bạn coi phòng giam thời kỳ 19 mà thấy giống như thời mà La Mã giam mấy võ sĩ giáp đấu này nọ, các bạn thấy không luôn đó. Thì đây là buồng giam của dành cho họ phụ nữ đó, các bạn thấy không, nó có hai buồng giam nữ, buồng hai giam nằm kìa, có hai buồng giam. Cái này là cũng là họ như mình giống như là black hole gì các bạn đó.
có guitar đàn hát luôn. Tool storage room, đây là phòng để đồ dụng cụ để đi lao động, cuốc xẻng cậy gọc. Và phạm nhân phải đi lao động nhá mấy ông nè, phạm nhân cũng phải đi lao động trong này đó. Nói chung là tù thế kỷ nào thế kỷ nào cũng không phải ngồi ăn không đâu mấy ông, phải đi lao động nhá. Giờ đi qua đây coi thử coi, đây là thư viện à, library nè. Này thư viện cho phạm nhân vô đọc sách đó hả? Này phòng thư viện đàng hoàng nha, có ông Lincoln chính giữa nè, Washington nè, Jefferson nè đó. Thư viện để đọc sách. Thôi nó hết rồi các bạn, cái phòng đọc sách là nó thế là như gì thôi. Thì ngày xưa cái phòng đọc khách đọc sách là bạn thấy không, nó làm không gian đó, là vô đây ngồi hai bên vẫn có cho đọc sách. Thế kỷ 1800 là cũng đã chú trọng sách vở, đọc sách đọc báo dữ nha. Đây qua đây lâu entrance, chị đi qua một cái cổng này nữa, xung ra một cái khu. Đấy các bạn, đây một cái khu. Tường này nó cao 5.5 mét mấy không, tường này nó làm lại, cái tường này nó làm lại bạn, cao 5.5 mét, nó dày cỡ 2.5 mét theo thông tin nó là như vậy các bạn. Thì bây giờ mình vô đây mình coi cho bạn coi thử cái phòng này nó có gì. Phòng này thì có chút ánh sáng đúng không nè. Phòng này khá là thấp nha, nó có cái bậc thang đi xuống nè mấy ông, này giống hầm mộ Tutankhamun đúng không, nhìn nè, ghi chữ ghi đồ tùm lum đó. Đó, ghi chữ ghi đồ luôn ra nè. Đó, đây là cái phòng. Má ơi, cái tầng thì cũng khá là cao. Cho bạn coi cái phòng giam này, nó có giường nè. À, đây phòng giam nó có giường, các bạn thấy không, xa ở giữa nó có cái xích tay xích chân lại. Thì đây là phạm nhân escape rồi bạn thấy không, nó thoát được ra khỏi tù rồi bạn thấy không. Cái hàng đó nó đang ngục được nè. Thì họ đa số phạm nhân vượt ngục được là họ không bắt lại được bạn. Hai cái giường. Hai bạn nhìn nè. Đó thấy không? Escape nè bạn thấy không? Phạm nhân vượt ngục được nè, thấy không? Đó. Thì ở đây có 26 phạm nhân vượt ngục được, thì họ sẽ vượt ngục được là không bắt lại được nha bạn. Vượt ngục là họ thì thoát không có bắt lại được. Ngày xưa là thông tin nó hiếm lắm bạn, nó chạy vô sa mạc này nọ xong nó làm cao bồi luôn, thì không có chuyên phương truyền thông. Nó đâu có ốc ảnh lên Facebook này nọ, Instagram đâu mà kiếm ra các bạn. Thật sự á, nên ngày xưa khi mà nó vượt ngục ra họ treo cái thông tin như là van quanh tịch là đi gọi là sợ thợ săn tiền thưởng thôi mấy ông. Như vậy cái bàn nhà kho gì cái hộp nhựa rồi nó nhìn hiện đại vậy. Thì ngày xưa nó cứ vượt ngục ra xong rồi cái họ vỉ cái mặt xong họ treo lên trên quanh tịch, họ dán trên tường là quanh tịch là tìm thằng đó là giết người rồi cướp củ rồi cướp tàu cướp nhà băng hoặc là vượt ngục á, xong rồi cái mấy thằng lucky đi săn tiền thưởng xong được tiền các bạn. Thì tại vì bố lý trong đó rất là mỏng, tại cái vùng biển Tây này á, là bên chính phủ Hoa Kỳ lúc đó là họ không có quan tâm lắm, với lại Arizona lúc đó là nó chưa có phải là cái tiểu bang của nước Mỹ các bạn. Nhà tù này thành lập 1875, thì 76 nhà tù họ ở, thì tới 1912 thì nó mới vô liên bang của Mỹ, nên khi nó là vùng đất độc lập, nên nó vô tắc vô thiên các bạn, nghĩa là rất là loạn. Tại lúc đó là sau cái cuộc, bạn biết sau cái cuộc nội chiến Mỹ, bữa mình riêu cho bạn coi sorry của ông Abraham Lincoln bị ám sát các bạn. Thì ông ám sát xong đó thì ông nội chiến Mỹ năm 1861 đến 1865 thì mình không nhắc lại. Thì sau cái đợt mà 1865 nội chiến tới thúc xong, đa số các đời tổng thống Mỹ sau đó bạn lên đều là những người gọi là làm về tướng tá trong cái cuộc nội chiến mà Nam Bắc của nước Mỹ các bạn. Thì đa số là thiếu tướng hoặc là trung tướng hoặc là đại tướng hoặc là chủng tướng rồi các bạn. Thì sau đây làm lên là tổng thống Mỹ đó. Thì nói lan man một chút là cho bạn hiểu là cái cấp bậc ở bên Mỹ này nó khác với ở bên Việt Nam. Là ở Việt Nam mình là cấp bậc tướng á, làm gồm có là thiếu tướng, trung tướng, thượng tướng, đại tướng. Còn bên Mỹ á, thì nó không, nó khác nha, mà bên Mỹ nó sẽ là chủng tướng rồi thiếu tướng, trung tướng và là đại tướng, chứ không có thượng tướng. Bên Việt Nam mình thì là không có chủng tướng các bạn. Thì bên Mỹ này nó sẽ là chức tá, ví dụ như là thiếu tá, trung tá và đại tá là ba sao, thì sau đó lên tới chủng tướng các bạn à. Còn bên Việt Nam mình sẽ là lên có là thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, sau đó mới lên thiếu tướng các bạn. Thì ở Việt Nam mình là đại tá 4 sao thì nó tương đương với lại chủng tướng bên Mỹ. Cho bạn dễ hiểu, nó lan man chút thôi. Thì
khi mà sau nội chiến xong thì nó rất là ổn sổn các bạn à. Sau nội chiến xong thì cái tình hình đất nước của Mỹ các bạn biết rồi, nó loạn rồi, nó tụi mà nó phản động này nọ, các bạn kiến là nó đâu có thuộc nó đâu có chịu thua chính phủ đâu các bạn. Nam Bắc thì bên phía Bắc thắng, phía miền Nam nó thua, phía miền Nam nó thua xong thì đâu phải là nó chịu thua liền các bạn, thì nó tạo ra những đón cướp, những phản loạn rồi nó chạy qua phía biển Tây này, sau rồi nó sinh sống rồi nó cướp nhà băng, rồi nó cướp tàu lửa tàu hỏa, rồi nó cướp mấy cái hầm vàng hầm đồ các bạn, xong nó cướp gia súc. Mà qua mấy cái bang này là bang biển Tây này thì lại không vô tắc vô thiên, nên đó là tại bạn coi phim Hollywood bạn sẽ là người biển Tây là nó rất là thoải mái rồi, nó cao bồi rồi đi viễn chinh này đẩy mây đó, bạn thấy cuộc sống không, tại vì nó vô tắc vô thiên mà các bạn. Nhưng mà qua cái phim Hollywood bạn sẽ thấy là một vùng biển Tây thơ mộng, cưỡi trên lưng ngựa đi săn tiền thưởng, xong vô quán bar uống rượu rồi quậy phá như Lucky Lucky, rồi đấu súng, lấy súng ra đấu nhau bắn nhau in xèo bạn chết, không ai quan tâm, cảnh sát nó không có khi, tại đã nói là nó outlaw rồi bạn, nó sống ngoài vòng pháp luật. Tại vì chính quyền Washington lúc đó là nó chưa có control vô trong cái địa phận của Arizona này, thì nên là cái nhà tù này là nhà tù khét tiếng của nhất nước Mỹ vào thế kỷ thứ 19 là vậy các bạn. Thì mình nói sơ sơ một chút lịch sử cho bạn dễ hiểu. Thì ông nào mà xuyên coi series của tôi thì tôi làm liên kết với nhau lắm, không coi từ từ hiểu các đời tổng thống rồi sự việc xảy ra như thế nào có liên quan hết. Thì cái nhà tù Alcatraz ở bên phía mạng California thì nhà tù đó nó thành lập sau này, còn nhà tù này nó trước cái nhà tù Alcatraz cả trăm năm lần, mấy ông trước lắm, nên nó còn hơn sơ lắm, ông nó giống như thời Trung cổ vậy. À, lâu cửa nè bằng đá, số họ làm xây bằng đá đồ không không. Nói chung là khí hậu bây giờ mình đi rất là mát đúng không, mình đi thời tiết này khá là mát mẻ. Bây giờ mình sẽ đi qua cho bạn coi cái nhà tù, đi coi cái nghĩa trang. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng cho bạn coi cái nghĩa trang chôn cái phạm nhân mà chết các bạn. Thì người ta đa số người ta đồn đại là cái nhà tù này có ma, tại vì nó giam giữ những phạm nhân khác tiếng rồi chết, phạm nhân chết trong này rồi nó lâu đời các bạn, nó tồn tại hàng mấy trăm năm mấy không, nó tồn tại hơn 150 năm rồi. Thì các bạn biết đó là khi nhà tù này á, nó đóng cửa vào năm 1909 nha các bạn. Thì năm 1909 là nó đóng cửa, nó không có mở nữa. Thì 1912 thì cái bang Arizona này nó nhập vô Liên bang Mỹ. Thì sau cái nhà tù này nó sẽ trở thành cái trường học. Cái nhà tù nó thành trường học nha mấy ông. Trường học cho học sinh đồ đi học đồ đó. Đồ thì chỗ này ở là nó. Này có chung listen bell. Chuông báo. Chuông báo ăn cơm ăn đồ đó. Đây là cái chuông. Nhìn nè. Đó. Quá dữ không? Giờ mình sẽ làm cái bèn thử coi nó như thế nào vậy. Khá là nặng. Khá là thanh. Ok, bây giờ đi qua nghĩa trang nha. Đi qua đây. Đó, khuôn viên nhà tù. Mấy ông thấy sao? Tôi ở tù bên Mỹ thôi, ok không mấy ông? Review hết mấy nhà tù bên Mỹ. Thì ra ngắm cái cầu sắt có tuổi đời hơn 150 năm. Từ thời mà nhà tù này được xây lên năm 1875 thì cái cầu sắt này cũng đã có rồi các bạn. Bắt qua con sông Colorado đi ra địa phận, nó chảy qua địa phận của Mexico, của nước Mexico luôn các bạn. Thấy không? Hoang mạc đồng vắng rồi này nọ, ở đây có rất là nhiều gọi là bò cạp rắn rết rít tù nhân, đại số họ chết và mấy cái con này nó cắn chết cũng nguy hiểm lắm mấy ông. Ok, bây giờ mình dẫn cho bạn coi cái nghĩa trang chôn mấy tử tù nữa bạn. Thì bên tay phải mình sau lưng đây là nhà tù, phải không, nhà tù sau lưng mình. Thì đi hướng ra qua đây, cái hướng này là mặt sông Colorado, thì hướng dưới đây sẽ là nơi chôn cất nghĩa trang của những tù nhân các bạn. Các bạn thấy không, tù nhân cũng chôn được trong cái khuôn viên rất là thơ mộng, nhìn ra hướng view bờ sông và kia. Thì bên hướng này là Freeway cao tốc các bạn, hướng cao tốc Đông Tây, cao tốc Đông Tây đi kiểu như đi qua mạng Florida các bạn. Đó. Đi ra đây cho mấy con thứ tù nhân sau khi mà chết tử tù rồi, chết vì rắn cắn nè, nhện cắn nè, rồi bò cạp cắn, hoặc là bị tử hình này nọ các kiểu á, thì họ sẽ được chôn ở đâu. Thì đây các bạn, thì đây là nơi chôn
để đi tới các bạn ha. Prison Cemetery. Thì đây là Prison, nghĩa trang của phạm nhân. Đó, bạn thấy chưa? Đây, Prison Cemetery, nghĩa trang phạm nhân. Thì hướng đi vô họ làm cái rào sắt B40. Thì đây là những cái nắm đá các bạn thấy không? Đó. Thì họ không có nghĩa, không có bản hiệu, tên hiệu gì hết, họ chỉ là những cái nấm mồ vô danh nằm, bạn thấy không? Đó, mình quay cho bạn xem á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 4 5 6 7 8 9 gì đó, cũng mấy chục cái nấm mồ các bạn. Vô bạn xem. Đây. Thì họ lắp đá lên vậy thôi bạn. Như vậy nhầm cho bạn xem. Thử là khi mà bạn làm tù nhân rồi bạn chết thì nó như thế nào các bạn, nên bạn cố gắng đừng có phạm tội nghe chưa. Đó. Thì không biết là họ biết có sát người thiệt hay không, là họ chỉ là làm cái nghĩa trang vậy thôi các bạn. Bạn nhìn đứng này nhìn xuống hết bao quát cái nghĩa trang nè. Mình nghĩ là đây là nghĩa trang thiệt nha các bạn. Đó. Những ụ đất đó họ lắp lên vậy. Thì hướng xa xa kia là nhà tù. Thì đây là nghĩa trang chôn rất là sơ sài. Thì đây các bạn coi là In Memory Who Lost Their Life While Serving Day at Arizona, tại nhà tù các bạn. Thì đây là tên những người thiệt nữa các bạn. Thì có 3069 người ở trong tù này các bạn. Thì 111 người đã chết các bạn. 111 người đã chết. Đó. Vì rất là nhiều các bạn, nhiều cái dạng như là bị bệnh nè. Bạn đã chết vì bị bệnh tật nè, bị tai nạn nè, bị giết nè, tự tử nè, and trốn thoát. Họ trốn thoát. Where the call of the limit of 104 New Foundation Sao A The Cemetery. Đó. Thì 3069 tù nhân thì có 111 người đã chết vì rất là nhiều thứ. Các bạn thấy không? Và bệnh tật rồi họ giết nhau trong tù, họ giết nhau trong tù luôn các bạn. Nên đây là trong nhà tù khét tiếng nhất ở tại Mỹ thế kỷ 18 đó các bạn, 19 đó các bạn. Nghĩa là họ phạm tội vô giết người, hiếp dâm, cướp của, rồi đâm chém lộn, rồi tùm lum tà la hết, vô đây xong họ lại tiếp tục bị đâm chém giết nhau trong tù là chết, xong đem ra đây chôn ngoài đây các bạn. Bạn thấy không? Nhiều lắm. Rồi bị rắn rít chết, rồi bị bệnh, rồi accident, tai nạn, lao động, rồi lung tung hết. À, thì mình đi các bạn quá là cụ thể luôn. Tại nghĩa trang. Những tảng đá to, bự họ đem ra để này. Thì chỗ nghĩa trang này là 100 mấy người các bạn. Thì những người mà nằm xuống ở đây thì cũng đã rất là lâu đời các bạn. Tại vì năm 1909 là họ đã đóng cửa cái nhà tù bên này rồi, sau đó họ làm trường học. Thì những người mà nằm ở đây là họ chết trước đó nữa các bạn. Thế là chỗ này là toàn là trên 100 năm hết. Thì nghĩa trang này bạn ý, nhà tù này họ đồn có ma, có đồ, tại vì có người chết họ nghĩa trang nằm đây nữa các bạn. Đó. Họ lên Mỹ rất là nhiều series phim ảnh Hollywood rất là nhiều về cái nhà tù này các bạn. Nhà tù này rồi nghĩa trang này họ làm rất là nhiều series về nghĩa trang này cũng rất là nổi tiếng nha mấy ông. Thì tôi đang review trong những nghĩa trang nổi tiếng nhất ở tại Mỹ. Thì đây là cái trang nghĩa nổi tiếng nhất ở thế kỷ thứ 19. À thôi, nói chung là series này khá là dài rồi, nói chung là mình kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn các bạn xem video giờ phút này. Thì nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ hoặc comment để đón chờ video tiếp theo. Ok, kết thúc các bạn. Thì các bạn thích nào thì làm những series về khám phá này nọ, mạo hiểm này nọ cái kiểu thì comment cho mình biết. Ok không? Đó, view nằm quá là đẹp luôn, ngay con sông Colorado. Mát mẻ, nhà tù trên này. Hello các bạn. Thì sau khi mình quay cái video mình đi nghĩa trang lại ở nhà tù các bạn. Thì tối nay tại mình đang ngủ lúc 2 giờ sáng các bạn. Thì mình đang ngủ thì bức tranh chỉnh tường mình đang ở hotel các bạn. Thì bức tranh chỉnh tường nó rớt xuống, nó bể ra quá trời mảnh luôn các bạn nè. Đây. Nó bể ra quá trời mảnh luôn. Thì mình đang ngủ thì mình không hiểu tại sao bức tranh trên đầu giường của mình nè, nó không rớt xuống đầu giường của mình mà nó rớt cái bụp xuống này nè, nó bể ra luôn. Thì bạn nhìn nè. Đây. Thì hiện tại bây giờ là mình sẽ dậy mình dọn đồ để đi mình xuống lễ tân để mình đổi phòng, và mình mới gọi cho lễ tân để lên. Thì lễ tân kêu 2 giờ sáng không có ai hết, thì nó đổi phòng cho mình.
thì mình không biết chuyện gì xảy ra. Thì đây là lần đầu tiên trong đời trời mình la lên, tắt điện luôn, tắt điện ngủ mình la quá trời, giờ mình phải bật điện hết trên phòng mình lên nữa bạn. Má ơi, đây là lần đầu tiên trong đời mình du học đây luôn, mình đang quay cho bạn xem thực tế luôn nè. Bể quá đau, răng là từng mảnh răng tùm lum luôn bạn, trời ghê quá. Má ơi, giờ mình phải đi xuống mình đổi phòng các bạn. À, thôi mình gặp lại các bạn ở lần sau các bạn. Trời, lần điên trong đời luôn. Ok bạn, thì mình dọn đồ xong rồi các bạn. Đây mình dọn lấy xong giờ mình đi luôn mà. Thì hiện tại mình nhìn ghê quá, mình không dám mở lại luôn. Hiện tại là mình 1 giờ 57 sáng, các bạn thấy không? Đó. Đây mình thấy nè. Thì mình thấy cái đồng hồ bên khách sạn các bạn, nó vừa điểm 1:57 sáng luôn. Là nó rớt cái chanh xuống, nó rớt xuống là nó rớt xuống hai cái chanh này các bạn. Thì rớt xuống cái chanh xuống đầu của mình là nó, mà nó răng cứ bụp mình, mà ai đỡ cho mình lúc đó thì mình ngủ thật sự là mình cũng cảm thấy ai đang đỡ cho mình cái bức tranh này vậy. Nó đang rừng rồi, cái chỗ cái tường này nó sẽ rớt ngay đầu mình luôn á, mà nó răng xéo qua bên này, nó rớt bể này luôn mà. Mình cảm giác được là giống như ông bà đỡ luôn, thật sự mình cảm ơn tay mình to luôn. Bây giờ mình đi luôn các bạn. Thì ở dưới này là dép của mình đó bạn, đây là cái đôi giày của mình, thì mình không lấy đôi giày ra được, mình đang đi trên không rồi. Thì mình sẽ đi xuống lễ tăng luôn. Thì để tăng nghe mình nói xong là đổi phòng cho mình luôn, không giải quyết gì luôn bạn, nên là không hỏi thêm gì luôn là đổi phòng cho mình luôn. Thì mình nghĩ cái phòng này nó có vấn đề gì các bạn, mình gọi cái lễ tân đổi phòng luôn á, thì chắc mình cũng không dám phòng khác quá. Mình đi mình đi xuống, chắc mình nghĩ là mình đi xuống là mình ra lễ tân mình nằm ngồi luôn bạn. Này mình đang đi chân không, mình nó vỡ ra thành quá trời mảnh luôn nè, mình sợ bị giảm chân lắm bạn. Đây thì mình ở phòng 302 các bạn, này thấy không, 302 rồi mình đi xuống luôn, ghê quá. Mình để nó dày lại luôn bạn, mình đi chứ không luôn nè. Đây mình cho bạn coi luôn, tự là tôi sợ thật sự là tôi sợ lắm luôn rồi. Tôi không hiểu sao tôi mới đi nghỉ trang xong đi thăm nhà tù bên nhà tù mà án xong rồi tôi bị luôn thật sự. Đây là cái cửa lại thôi. Thì đây là hành lang nữa nè, nhìn cũng ghê chứ. Trời ơi, thôi tôi đi xuống tầng thẳng, đi chân không đó. Đi xuống tầng xuống luôn, kinh khủng. Ok bạn, thì hiện tại là 2 giờ sáng rồi, mình ngồi ở dưới lễ tân luôn bạn. Mình ngồi gác chân ở đây luôn bạn. Thì trời sáng rồi mình sẽ đi thôi bạn, thì mới lên thì khá là sợ. Ok bạn, mình mới quay bạn, thì lễ tân mới mang giày xuống cho bạn, cho mình các bạn đó. Lễ tân mới mang giày xuống cho mình, đổi cho phòng mình phòng 310 các bạn. Đây thì mình ở phòng 302 bộ 310, mình không dám lên luôn các bạn. Thì chắc mình sẽ trễ phòng mà mình đi luôn các bạn, mình sợ quá mình không dám ở. Mình đang ở dưới này quay lễ tân nữa bạn đó. Đây bên này, đây là quầy lễ tân mà mình ngồi luôn, mình không dám đi lên. Ở tay bây giờ mình trả phòng bạn, mình sợ quá rồi, đầu tiên mình bị hôn gì luôn rồi. Mình chỉ trả phòng lúc 2 giờ sáng giờ không biết gì đâu, tôi đi dạy đường tôi sợ mà. Ok nha, thôi giờ tôi kết thúc video và tôi sợ rồi nè. Ok bạn, ok là mình rời khỏi khách sạn lúc 2 giờ sáng, 2:30 sáng, mình ngồi xíu mình không dám mở lại luôn. Và đây là khách sạn mình đang ở, thì mình dọn đồ đi ngay trong đêm luôn. Lễ tân lấy được giày cho mình xong rồi đổi cho phòng mình 310, mình không dám lên luôn mà. Thì hết phòng ở dưới lầu rồi, mình cũng không dám vô ở mình. Giờ mình ra đây mình lấy xe mình đi luôn trong đêm, chạy chắc mình đi chạy về Houston luôn các bạn. Mình đang ở Arizona, ghê quá sự luôn. Lần đầu tiên mình tính làm series review cho bạn coi vô nhà tù ma ám này nọ rồi nghĩ trang ơi. Review xong tôi tôi chạy luôn, thiệt sự luôn, lạnh người luôn phải không. Nhờ khuya tối thui à.
mấy ông hay coi phim kinh dị Mỹ đó. Bây giờ tôi mới được trải nghiệm mấy ông. Ngủ dọc đường ghê quá. Lần đầu tiên trong đời mình ngủ khách sạn mà thật sự là mình từ đó giờ mình ngủ khách sạn phải mấy tỷ tiền khách sạn các bạn, mình đặt trên Booking á. Lần tiên mình gặp trường hợp mà mình phải dọn đồ mà chân không mang giày chạy luôn á bạn, chạy ra lễ tân không giờ chạy luôn rồi. Mười một giờ rồi, lúc 2 giờ sáng các bạn. Chờ bạn coi nè. Đây là 2 giờ sáng nè. Thì mình chỉ chạy về lại Houston, Texas là 15 tiếng đó. Tới lúc mấy giờ ta? 5 giờ chiều ngày mai hay sao ạ? 1,000 mấy chục mai luôn bạn. Đó các bạn, cho bạn coi giờ. Thì giờ mình làm một phát mặt luôn bạn. Quá sợ luôn bạn. Thật sự mình lái xe mình ngồi mình tâm sự với các bạn luôn á. Mình quá sợ luôn, thật sự là các bạn biết không, mình ngồi lúc mình nằm ngủ lúc 12 giờ mình ngủ tới 1 giờ sáng, mình cho bạn coi vị trí cái đầu giường của mình đó, bạn thấy không, thì bức tranh nó sẽ rớt ngay cái đầu mình luôn các bạn. Nó rớt, mình cảm giác nó rớt ngay đầu mình luôn, mình ngủ rất là say. Nhưng mà cái tranh nó không rớt ngay đầu mình mà nó rớt xuống ra khỏi giường rồi rớt xuống dưới đất các bạn. Thì bạn biết tại sao không? Tại lúc đó là mình cảm giác được, lúc mình đang ngủ rất là say, mình cảm giác có ai lấy cái tay chì ra hất hất cái chanh rớt xuống đất các bạn. Chì tay ra hất cái chanh rớt xuống đất này cái đó luôn. Trời, mình bừng dậy xong mình hét lên các bạn, mình chưa có biết gì ra mình hét lên. Xong mình nhìn xuống dưới đất là cái chanh vỡ tan, nó nhìn kinh khủng lắm. Mà lúc đó mình cảm giác được có bà đỡ, ông đỡ luôn á. Thật sự cái tay mình to, mình thật sự bây giờ mình ngồi mình phải cảm ơn ông bà mình, tổ tiên mình đỡ cho mình rất là nhiều pha được ông bà đỡ các bạn. Và đây là đỡ mà rõ nhất mình thấy luôn các bạn. Mình nổi hết cả da gà luôn. Thật sự đây là mình tâm sự thiệt với các bạn luôn. Bây giờ mình xách xe mình chạy cho đi luôn nè, mình đang bật điện cái này lên cho sáng nói chuyện, không biết police nó có bắt mình hay không các bạn. Đó. Thì mình tắt xuống gì bạn sẽ không có thấy mình. Thì mình phải mở nó gì để mình nói chuyện với bạn xíu. Các bạn thì á, mình cảm giác là bị đỡ, ba đỡ luôn các bạn. Trời ơi, đỡ rõ luôn á, là mình bạn hiểu cảm giác là ngủ rất là say, xong rồi tự nhiên mình cảm giác cái đó nó phun xuống cái đầu mình bạn. Mình cảm thấy cái gì nó rớt xuống đầu mình, xong cái người chạy tới nó cái bụp ra luôn. Mình cảm giác vậy luôn, xong rồi cái nó xoắn cái rớt cái bụp cái chanh ra, xong rồi mình đi xuống vui á, mình nó đổ cho phòng lễ tân đó, nó mình gọi lễ tân đó là alo má, cái chanh mày rớt, tự nhiên đang ngủ cái chanh mà tự nhiên nó rớt xuống cái bụp trong đất rồi á, nó vỡ tan tành luôn. Xong con nhỏ nó kêu là mà thôi mày xuống đây đi, tao đổi phòng cho mày. Nó nói vậy luôn các bạn, nghĩa là không hỏi thêm thật kỳ diễn biến luôn, kêu đổi, nó đổi phòng cho. Xong mình xuống nó đổi cho mình 310, mình cho bạn coi ở phòng 310 thì mình ở phòng 302 310, khác cha gì các bạn. Má nó cùng cái tầng đó, gớm thấy mẹ luôn, lỡ nào tự treo cổ rồi nó sập thuốc rồi nó chết trên đó các bạn. Mình không dám lơ, mình nói là đổi cho cái phòng nào gần lễ tân á. Nó kêu là không có phòng, hết phòng rồi các bạn. Thì á, mình bỏ tay luôn, mình ngồi ngay lễ tân luôn các bạn. Mình ngồi lễ tân luôn, xong cái nó thấy mình đi chân không á, xong cái nó chạy lên cái phòng để nó lấy cái đôi giày xuống cho mình các bạn. Nó đưa cái đôi giày cho mình nói nó là tao để cái đôi giày trên đó rồi, kìa cái chanh nó đè xuống đôi giày rồi tao không có lấy ra được. Thì cái gì mà lấy giùm tao đôi giày, mai lấy giùm tao đôi giày nha. Thì nó thấy mình ngồi đó lạnh nó, xong cái nó lên nó lấy cái đôi giày cho mình, xong nó nhìn luôn cái phòng thứ như thế nào. Trời ơi, nó nhìn cái phòng xong nó chạy xuống đưa cái đôi giày cho mình. Nó đưa cái đôi giày cho mình các bạn, thì nó chạy xuống. Nó tối quá, không biết bạn có thấy mình không. Nhưng mà thôi kệ, nó tối vậy đi. Thì nó chạy xuống đưa giày cho mình, xong nó hỏi mình, các bạn nó hỏi mình là trời má ơi, cái chanh mà sao tôi thấy rồi, sao mà nó rớt được cái vị trí đó hay quá vậy các bạn. Nó hỏi là tại sao cái chanh rớt được cái vị trí đó hay quá vậy. Xong rồi mình cũng nói thiệt luôn đó, mình cũng nói mà tối quá mà các bạn không thấy mình, thì mình cũng nói mày thấy cái chanh rớt vậy đúng không. Nó unbelievable, tại sao cái chanh đó trên cái đầu giường nó phải rớt cái đầu mày, tại sao nó không rớt cái đầu mày mà rớt bên cạnh chỗ nó ngạc nhiên. Nó cũng sợ, lại nó là nữ, là tăng là nữ các bạn, nó cũng sợ. Xong mình nói trời, lúc tao đang ngủ xong tao thấy ai đang đỡ tao luôn, tại nó rớt đầu sao tao đỡ xong nó ra luôn. Xong nó kêu oh my god Mary này, tại vì bên này nó theo đạo nhiều, bạn nhỏ nó người mẹ nó theo đạo nữa, nó thấy mình đeo cọng dây chuyền cũng bự này nọ rồi nó kêu you so lucky luôn. Xong rồi nó sợ, nó kêu xong nó kêu là thôi cái gì chúng nó mày ngồi đây đi mày ôm
mày ổn định mày thích thì mày cứ lên phòng 310, hoặc là mày nếu mày lên 10 sáng mai tao sẽ kêu quản lý là discount giá phòng cho mày nha. Xong mình nói cho thôi khỏi luôn rồi, tụi mấy tao chết ào trả phòng mày luôn, tao đi luôn rồi. Mình nói vậy bạn, mình kêu là chết đại luôn, sorry nha, mình phải bật tắt cái này tại vì bên Mỹ nó không có cho mở điện lên khi đang lái xe ban đêm nha các bạn. Mình nó không cho mở điện trong xe lên, tại vì á khi mà bạn mở điện trong xe lên là giống như bạn đang đi hút còn hay là bạn làm gì trong xe các bạn, thì nó sẽ pull over và nó bắt mình các bạn. Mình phải bật tắt chỗ nào tối bật tắt cho bạn, chứ mình mở lên là police bây giờ nó sẽ pull mình, nó bắt mình á đó. Đó thì tôi sợ nữa là tôi ngồi sau lưng rồi mấy ông nhìn sau lưng, mấy cái ai ngồi sau lưng tôi chết luôn á mấy ông. Giờ là tôi sợ lắm, là tôi xách xe tôi chạy thẳng 15 tiếng giờ hiu tình luôn ban đêm luôn nè mấy ông nè. Má ơi đừng ai mà ngồi ông, mấy ông nhìn sau gương ghế có ai ngồi đâu, với tôi thấy mẹ luôn á đó. Bây giờ mình chạy đây sợ quá, đầu tiên mình gặp cái trường hợp mà ông nào nhìn hướng bức tranh đi, ông sẽ thấy là cái bức tranh hai treo trong song song nó có cái chốt á, là nó sẽ rớt ngay đầu của bạn. Cái con lửa toàn nó nói là nó nếu mà đúng ra là sẽ rớt ngay đầu mình luôn á. Nó nói là cái ai đỡ mình nói với nó, mình nói với nó là tao lúc đó tao cảm thấy tao feel được là giống nó là grandmother tao, là bà tao, hay là ai một người thân của gia đình tao chạy ra đỡ tao cái chuyện này, chứ không là nó sẽ rớt ngay đầu tao, nó sẵn ngay cái đầu ngay mặt mình luôn các bạn. Không má kinh khủng cỡ đó luôn, nó tin luôn bạn, nó nói là chỉ có người đỡ thôi, nó nói là nó cũng tin là gì có ai đỡ với mày, chứ không là nó sẽ rớt cái đầu mày. Nó cũng sợ quá, nó chạy xong đi xuống lấy, nó chạy xong đi xuống rồi đó, thật sự kinh khủng. Lần đầu tiên mình review mà sorry đó hả, mà đi mà săn lùng nhà ma là biết gì mà mình bị gì luôn các bạn. Đây là mình nói dạng bạn mà mình còn nổi cái da gà cái ốc nữa các bạn, thật sự kinh khủng luôn á. Lúc đó mình tắt điện tối thui chứ không phải nó sáng, mình quay cho bạn cho coi là nó sáng gì đâu, bạn tắt điện tối thui hết rồi. Trời ơi, lần đầu tiên là mình cảm giác được trong phim kinh dị là nó sẽ hét bao nhiêu bạn. Tại mình đang ngủ xong tự nhiên ai đỡ với mình cảm giác được, xong cái mình chưa kịp thấy vậy mình hét luôn bạn. Mình hét luôn a luôn, giống như ai mà đánh thức mình xong hét a nó giữ xong cái tranh nó rổ xoẹn nó luôn bạn. Nên là có nghĩa là thật sự nói với mình coi phim kinh dị mình hay sỉ nhục phim kinh dị là tại sao gặp cái trường hợp vậy mình không đấm chết mẹ con ma hay là này nọ sao mà tại là phải la hét lên tới vậy. Nhưng mà thực sự trong cái bản năng cái con người á gọi là instinct gì đó, một cái bản năng của tự nhiên mình la lên mình không biết chuyện gì nha, mình sẽ la rất là to gì bạn. Xong rồi mình thấy rồi rớt cái bục má bên dưới trời, mình nhìn nó cứ rappy nó kinh dị lắm mấy ông má ơi. Thì thật sự là đi ở khách sạn ở này nọ nhiều, ta nói đi đêm nguyên nhập ma mình ở khách sạn nhiều, thì thật sự là khách sạn là nơi mà rất là nhiều người ra vô, rồi họ gặp rất nhiều trường hợp mà chết trong khách sạn rất nhiều, đổi chủ rất là nhiều, nó là lâu đó các bạn. Thì nó rất là nguy hiểm các bạn. Thì mình không biết sao sợ các bạn ơi, trời ơi. Mà tôi hay đi một mình, tôi lông trong rủi khắp cả nước Mỹ, miền Tây nước Mỹ, miền đồ qua vùng biển Tây này cái kiểu đồ. Tôi đi khắp Đông Bắc, Tây Bắc nước Mỹ rồi, tôi đâu ngán gì đâu mấy ông. Lần đầu tiên tôi đi, tôi ở khách sạn rồi tôi gặp trường hợp này, tại vì tôi mới review cái nhà tù xong, cái review cái nghĩa trang xong đó mấy ông. Tôi vô nghĩa trang của nó nói, tôi không biết tụi nó nói cái gì trong cái nghĩa trang không, là phạm húy tới ai không mà để người ta đi theo tôi hay là phá gì không, hay là trong cái sạn nó có ma ám thì nó phá mình. Thật sự nếu mà mình kiểu người mình nói với bạn, mình cũng nói với ai phong long đó là hồi nãy bữa sáng giờ mình đi mình quay video á mà mình có phạm tới ai thì bỏ qua cho mình, mình cũng không có ý, mình cũng không có biết đó, nên nó đừng đi theo mình nữa, ghê quá mấy ông. Thôi giờ tôi tập trung tôi chạy đi đó mấy ông, mở nhạc mở đồ lên nghe cho đỡ sợ nha. Thôi kết thúc video với ông, mà tôi sợ quá, tôi quay đại bằng điện thoại này, tôi nói tào lao con tặc, giờ run quá thì cái gì tôi sẽ nói sau. Ok nha, thôi kết thúc video mấy ông.